tôi về cho tôi nấu tắm nè, để lờ lạnh nè. Mà không về sao tắm thằng cá tẩy cho rồi, hồi nãy mẹ xả hai cái quần kia muốn chết luôn. Cá có dính vô mày. Là nó sợ con. Má, má từ khi sắp bay lên rồi. Thôi thôi khen. Anh chụp mình em luôn. Hả? Đang quay mà. Vô bắt em bây giờ á. Dở mà. Con quăng bị bắt em rồi sao? Làm sao lấy ra? Tao vào con mua hả, là sao?